Xin chào tất cả các anh chị phụ huynh cùng các con thân yêu của thầy. Bao nhiêu trong số các anh chị phụ huynh và các bạn nhỏ thân yêu đã nghe rõ tiếng của thầy thì hãy comment xuống số 2 này. Nhớ nhấn vào nút like, nút thả tim và chia sẻ bài học này đến cho tất cả mọi người nhé các con nha. Ngày hôm nay thầy sẽ ôn tập lại cho các con bảng cửu chương 2 nhé các con nha. Hôm nay mình sẽ học bảng cửu chương 2 theo phương pháp ván bàn tay nhé các con nha. Và theo những cái phương pháp để mình có thể dễ dàng ghi nhớ được bảng cửu chương của mình. Để chúng ta cùng nhau tính toán thiệt là nhanh, tính những cái phép nhân nhanh nhẹn và thầy sẽ dạy cho các con ảo tính, tính phép nhân trên bàn tính soroban luôn. Đồng ý không? Ai đồng ý comment xuống cho thầy là đồng ý nào. Bây giờ chúng ta sẽ cùng với nhau đến bài học của mình nha. Bài học bảng nhân 2. Đây, các con cùng nhau ghi xuống cho thầy. Bảng nhân 2 nào các con. Bảng nhân 2 nha. Đây, chúng ta có bảng nhân 2. Để các con học được bảng nhân 2, đầu tiên các con hãy học cho thầy dãy số kết quả của bảng nhân 2 nha. Dãy số kết quả của bảng nhân 2 thì rất là dễ dàng các con ạ. Đó là các cái số chẵn bắt đầu từ số 2. Được không? Các số chẵn bắt đầu từ số 2 nha. Các con viết xuống cho thầy là dãy số kết quả của bảng nhân 2 cùng với thầy nhé các con. Đây, 2 4 cứ cộng 2. Số đằng sau thì bằng số đằng trước cộng thêm cho hai đơn vị cho thầy nha. 2 4 6 8 10 12 14 16 18 và 20. Trời ơi, sắp hết cái bảng của thầy luôn đúng không các con nhỉ? Các con nhớ chia sẻ nha. Chia sẻ cho tất cả các anh chị, cho tất cả mọi người luôn, cùng với nhau học tập ha. Đầu tiên nè, các ba mẹ ơi, các ba mẹ cùng với thầy dạy các con như sau nhá. Dạy cho các con dãy số kết quả của bảng nhân 2, bảng nhân nào cũng vậy luôn nhá. Rồi, cách dạy như sau, chúng ta sẽ đọc cho nó có vần. Giống như một cái bài vè vậy nhá. Đọc thiệt là nhanh cho thầy. Bây giờ nè, mình cùng nhau đọc nhá. 2 4 6 8 10, 12, 14, 16, 18 và 20. Đọc lại một lần nữa nào tất cả các con. Đọc thiệt nhanh nhé. Ai cũng học lại cho thầy đi. Mình học lại mình chỉ cho các em cũng được. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Rồi xem coi các con có đọc được hay không. Đối với bảng nhân 2 thì rất là dễ vì nó đều là các cái số chẵn hết. Tương tự, đọc xong rồi các con đọc ngược lại cho thầy nha. 20, 18, 16, 14, 12, 10, 8, 6, 4, 2. Nha, đọc ngược lại cho thầy. Đọc xuôi xong rồi đọc ngược. Sau khi các bạn nhỏ của thầy đã đọc được dãy số kết quả của bảng nhân 2 rồi, thì các ba mẹ ơi, hãy cho các con viết bảng nhân 2 xuống. Chúng ta đừng chỉ đưa cho các con một cái bảng nhân 2. Sau đó cho các con nhìn vào rồi các con đọc tới khi nào thuộc nha. Cách để các con có thể thuộc nữa đó chính là hãy viết nó xuống. Khi các con viết xuống, đúng rồi, não bộ của các con cũng sẽ tiết ra những cái chất kích thích để giúp cho các con ghi nhớ bài hơn nhá. Viết xuống nha. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ viết bảng nhân 2 xuống cùng với thầy nè. Đầu tiên là 2 nhân 1 phải không? 2 nhân 1 bằng 2. 2 nhân 2 bằng 4. Bằng 4. 2 nhân 3 bằng 6. 2 nhân cho 4 bằng 8. Và thì có 2 nhân cho 5 bằng 10. Ok. Đấy, thầy có bảng nhân 2 rồi. Từ 2 nhân 1, 2 nhân 2, 2 nhân 3, 2 nhân 4, 2 nhân 5 tới. Rồi, tiếp tục. Sau khi các con viết được 5 hàng rồi, mình kẻ ngang cho thầy. Đó. Tiếp tục viết 2 nhân 6 nha. 2 nhân 6 bằng 12. 2 nhân 7 bằng 14. 2 nhân 8
bằng 16 và 2 nhân 9 bằng 18, 2 nhân 10 20. Rồi các bạn của chúng ta cùng nhau viết xuống nha. Đấy, ba mẹ từng bước một hãy giúp cho các con học bảng cửu chương theo từng bước nha. Đừng yêu cầu các con là học bảng cửu chương đi, học bảng cửu chương đi, mà hãy đồng hành với các con, chia nhỏ cái mục tiêu này ra, chia nhỏ cái công việc này ra để cho các con dễ dàng học hơn. Bây giờ cùng nhau viết xuống nha. Đúng rồi, cùng nhau viết nó xuống. Sau đó hãy cùng với các con đọc lại nó một lần đi đã, rồi thầy sẽ chỉ cho cái bí quyết để học. Rồi, sẵn sàng chưa? 2 x 1 bằng 2, 2 x 2 bằng 4, 2 x 3 bằng 6, 2 x 3 bằng 6, 2 x cho 4 bằng 8, 2 x cho 5 bằng 10. Đúng rồi, tiếp tục. 2 x cho 6 bằng 12. 2 x cho 2 có nghĩa là 2 số 2 cộng nhau á. Còn 2 x cho 3 có nghĩa là 3 số 2 cộng nhau nha. Tiếp tục. 2 x cho 8 là 16. 2 x cho 9 là 10, 18. Và 2 x 10 là 20. Các bạn nhỏ của thầy cùng nhau đọc cho thật là thuộc. Sau đó để ghi nhớ thì thầy chỉ cho các con một cái cách như sau nhé. Đúng rồi, mình sẽ dùng bàn tay của mình để mình ghi nhớ. Xong trước thầy luôn rồi đúng không? Giỏi, ai xong rồi comment xuống cho thầy chữ xong. Rồi bây giờ thầy chỉ cho các con và các con chỉ lại cho các em nha. Còn các bạn nhỏ nè, học cho thật thuộc nè. Giơ hai bàn tay của mình lên. Yeah, giơ hai bàn tay của mình lên nha. Đúng rồi, giơ hai bàn tay lên. Và chúng ta sẽ có đây, 2, 4, 6, 8, 10. Mình gắn nó, gắn cái dãy số kết quả này trên các ngón tay cho thầy. Bắt đầu từ bên trái cho thầy nha. Gắn dãy số kết quả này. 2, 4. À, bây giờ thầy làm ngược lại nha, vì đây là live stream. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. À, ba mẹ hiểu chưa? Lại nè, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Đó, gắn nó, gắn các cái số kết quả lên 10 ngón tay của mình. Được chưa? Rồi, hôm nay thầy ôn tập lại cho các con học bảng nhân 2 đấy. Thầy biết rằng có rất là nhiều bạn nhỏ đang rất là chật vật trong bảng nhân 2, bảng nhân 3 hay là trong từ bảng nhân 2 đến bảng nhân 9. Và hôm nay hành trình này thầy sẽ dạy cho các bạn ha. Rồi sau khi gắn được dãy số kết quả lên trên các cái ngón tay thì chúng ta sẽ làm như sau. Ví dụ thầy có 2 x 2 đi thì giơ hai ngón tay lên nha. 2 x 2 là mình giơ hai ngón tay lên và mình đếm 2 4 2 4. Hoặc bạn nào đã nhớ vừa nãy thầy đếm đến đây là số mấy không? Số 4. Đếm lại nhé. 2, 4. 2 x 2 bằng 4. 2 x 3 thì mình giơ 3 ngón tay lên. Dễ không? 2 x 3 giơ 3 ngón tay lên và bắt đầu đếm lại. 2, 4, 6. À, sướng chưa? Vậy 2 x 3 bằng mấy? Bằng 6. Đồng ý luôn hả? Ừ. Comment xuống cho thầy 2 x 3 bằng mấy? 2 x 3 bằng 6. Nhớ luôn rồi đúng không? Hay không? Tiếp tục. 2 x 4 thì các con giơ mấy ngón tay lên? 2 x 4 thì bằng 2 x 4 giơ 4 ngón tay trước đã nha. Các ba mẹ hướng dẫn cho các con. 2 x 4 giơ 4 ngón tay lên và bắt đầu đếm. 2 4 6 8 2 4 6 8 2 x 4 bằng 8. Comment xuống cho thầy số 8 nào. 2 x 4 bằng mấy nào các con? Comment xuống thiệt là nhanh. À, cái vấn đề ở đây ấy, là khi chúng ta chỉ yêu cầu các con đọc đi, các con nhìn vào các con đọc đi thì rất là khó nhớ. Và chúng ta cũng có thể thấy rằng bất cứ làm một cái việc gì ấy, à, cơ thể của chúng ta nó cũng đang có muốn có gì nhỉ? Ngôn ngữ cơ thể ấy, muốn sử dụng tay chân để cho mình minh họa.
Vậy thì bây giờ để học bảng cửu chương á, thì chúng ta cũng dùng các cái ngón tay để minh họa cho bảng cửu chương, để giúp cho các con của chúng ta dễ dàng học thuộc bài hơn, dễ dàng ghi nhớ hơn. Đó. Và nó rất là phù hợp với bảng cửu chương luôn. 2 x 4 bằng 8. 2 x 5 thì sao nhỉ? 2 x 5 thì mình giơ 5 ngón tay lên. Giơ 5 ngón tay lên như thế này nè các con. 2 x 5 giơ 5 ngón tay lên. Và bắt đầu cúng đếm cho thầy. 2, 4, 6, 8, 10. Còn bạn nào mà nhớ đến đây là 10 rồi thì quá tuyệt luôn. 2, 4, 6, 8, 10. 2, 4, 6, 8, 10. Vậy 2 x 5 bằng 10. Quá tuyệt vời luôn. 2 x 6 bằng bao nhiêu? Giơ 6 ngón tay lên. 2 x 6 mình giơ 6 ngón tay lên cho thầy. Tèn 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 tèn. 2 x 6 bằng bao nhiêu nhỉ? 2 x 6 bằng 12. Vừa nãy mình đếm tới đây bằng 10 rồi đúng không? Thêm một ngón tay nữa. Vậy 2 x 6 của chúng ta là bằng 10. 12. Yeah. 2 x 7 thì sao? Giơ 7 ngón tay lên. Tèn 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 tèn. Cùng nhau đếm thôi nào. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 10, 12 nè, 14, 2 x 7 đúng không? 2 x 7 bằng 10, 14, comment xuống cho thầy là 14. Các ba mẹ hiểu ý tưởng không? Đúng rồi, não bộ của các con rất là dễ dàng để ghi nhớ hình ảnh nha các ba mẹ nha. Vậy nếu chúng ta chuyển những cái con số, những cái bài học này nè, những cái bài công thức hay là bài bảng nhân này, chuyển nó qua dạng hình ảnh, đó chính là gắn nó lên trên những cái ngón tay, thì các con của chúng ta sẽ cực kỳ dễ dàng được ghi nhớ luôn. Nhớ được rồi á thì các con hoàn toàn á học thuộc rồi, mà ôn đi ôn lại thì các con sẽ không cần giơ tay nữa đâu. Đến lúc đấy không cần giơ tay nữa đâu, chứ không mà mai mốt mình lại bảo cứ phải giơ tay nên thì mới thuộc nha. Đến lúc đấy các con hoàn toàn có thể không giơ tay nữa. Rồi, câu hỏi tiếp theo nè. 2 x 8 thì mình giơ mấy ngón tay? 2 x 8 thì giơ mấy ngón tay lên nào? Các ba mẹ nhớ nhấn like, nhấn thả tim rồi chia sẻ lên trang cá nhân của mình nha. Đó, 2 x 8 thì mình giơ mấy ngón tay lên? 2 x 8 thì giơ 8 ngón tay lên cho thầy và bắt đầu đếm. 2, 4, 6, 8. 2 nè, 4 nè, 6 nè, 8 nè, 10 nè, 12, 14, 16. 2 nhân cho 8 bằng mấy? 2 nhân 8 bằng mấy nào các con? 2 nhân 8 là 10. 16. 2 nhân 9. 2 nhân 9 thì sao nào các con? 2 nhân 9 bằng bao nhiêu? 2 nhân 9 bằng 18 phải không? 12, 14, 16, 18. Và chúng ta có 2 nhân 10 bằng 20. Các ba mẹ và các con nếu thấy bài học ngày hôm nay rất là hữu ích cho mình thì hãy nhanh tay nhấn vào nút đăng ký, nhấn vào nút quả chuông và chia sẻ cái bài học này để cho tất cả mọi người nha. Vì thầy biết rằng ai ai trong chúng ta cũng cần học tốt cho môn toán, yêu thích môn toán và yêu thích việc học của mình. Xin chào và hẹn gặp lại.